bước theo một người đã từng là một thời của nhau. Qua năm tháng ấy cứ nghĩ rằng là sự thật mà bấy lâu yêu thương với nhau, ai ngờ đến lúc kết thúc lạnh lùng. Có những lúc chuyện hôm qua đến hôm nay sao vẫn còn, vì lòng anh đã cố cho qua không hề hay biết. Em chẳng biết suy nghĩ, vội vàng yêu thêm ai đó. Bây giờ nước mắt tràn mi, làm sao anh có thể chấp nhận yêu một người đi hai đường mà đường tình không có lối ra không lối về, thì hỏi làm sao mình yêu nhau được dài lâu. Rồi đến kết thúc cũng sẽ có một người đến đâu. Làm sao em có thể chung đường yêu hai người đi hai đường, rồi cuộc tình giải thoát ra sao như thế nào. Thôi mình xa nhau hãy xem như ta đã từng quen. Nè em, anh thấy em cũng có năng lực. Một là em chọn sự nghiệp, anh sẽ giúp đỡ em. Hai là em chọn tình cảm, em đang suy nghĩ kỹ đi. Có những lúc chuyện hôm qua đến hôm nay sao vẫn còn, vì lòng anh đã cố cho qua không hề hay biết. Em chẳng biết suy nghĩ, vội vàng yêu thêm ai đó. Bây giờ nước mắt tràn mi, làm sao anh có thể chấp nhận yêu một người đi hai đường mà đường tình không có lối ra không lối về, thì hỏi làm sao mình yêu nhau được dài lâu. Rồi đến kết thúc cũng sẽ có một người đến đâu. Làm sao em có thể chung đường yêu hai người đi hai đường, rồi cuộc tình giải thoát ra sao như thế nào. Thôi mình xa nhau hãy xem như ta đã từng quen. Làm sao anh có thể chấp nhận yêu một người đi hai đường mà đường tình không có lối ra không lối về, thì hỏi làm sao mình yêu nhau được dài lâu. Rồi đến kết thúc cũng sẽ có một người đến đâu. Làm sao em có thể chung đường yêu hai người đi hai đường, rồi cuộc tình giải thoát ra sao như thế nào. Thôi mình xa nhau hãy xem như